Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ gỗ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình của anh Linh ở địa chỉ Phú Lương, Lương Tài, Bắc Linh nha quý khách nhá. Cặp lục bình trơn giá 11 triệu và tặng kèm anh thêm một chiếc khay chai chất liệu là gỗ hương đỏ. Và chúng em vừa mới sơn xong. Là hàng không đục. Chỉ là cao 1m6, đường kính 43 phân. Hàng, hàng chọn gỗ chọn vân cực kỳ là đẹp. Và bên cơ sở em vừa mình hoàn thiện sơn BU xong. Các em có thể thấy đây. Hàng của anh Ninh ở Lương Tài nhá. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm cặp lục bình chất liệu gỗ sa cừ đỏ, hàng trôi như của anh Ninh đây, thì hãy liên hệ ngay với Mạnh theo số điện thoại trên màn hình 0914 22 22 66 hoặc là 0386 6789 nhá. Đấy, hàng quý hàng có thể thấy này, vân này. Cực kỳ là đẹp và cực kỳ là đẳng cấp. Đấy, vân chẳng khác nào gỗ hương luôn nha quý hàng nhá. Đây, tại ba phía trên là thân cỏ. Và phía dưới là chúng em sẽ chạm khắc vài đường nét soi cho nó gọi là có sắc nét cũng là đỡ trơn tru hơn, cũng là đẹp hơn. Các bạn thấy nhá. Em xin nhắc lại là cao 1m6, đường kính 43 phân. Và hàng này là của chúng em là đá khô. Và chúng em xin công khai vào giá là đang bán với anh Linh là 11 triệu nha các bạn nhá. Nếu mà quý khách hàng nào muốn đặt hay là muốn tư vấn thêm về sản phẩm lục bình gỗ này thì liên hệ ngay với Mạnh là 0944222266 hoặc là 0386 6789 nhá. Hoặc là quý khách hàng có thể muốn xem mộc trực tiếp có thể đến địa chỉ của chúng em là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội nhá. Hoặc là quý khách hàng muốn thêm xem thêm các sản phẩm như dơ tủ, kệ TV, cây đồng hồ và nghề phong cách. Cây đồng hồ quý khách hàng có thể lên website của chúng em là dogonomạnh.com nhá, để xem thêm mẫu mã cũng như là công khai và giá sản phẩm chi tiết. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video lần sau nhá.